Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 0.5 tóc cần AOK đến từ dí AOK Wallet nha bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi làm start chatbot nè. Rồi sau đó các bạn nhiệm vụ đầu tiên follow từ Twitter nè. Chương trình này góp này dành cho 10.000 dí nhận thôi các bạn. Rồi các bạn theo dõi nè. Rồi bạn bắt lên là tiếp tục follow kênh Twitter thứ hai của nó nè. Rồi bạn bắt đắp lên nha bạn. Bạn theo dõi và bắt đắp lên nè. Tiếp tục tweet nữa nè. Rồi các bạn like nè. Các bạn trình dẫn cho tweet nè các bạn. Dự án này khá là ngon nè các bạn. Các bạn đừng. Rồi bạn tweet lên nè các bạn. Sau đó các bạn join kênh channel nè. Join kênh group nè. Subscribe kênh YouTube nè. Rồi bạn đăng ký nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn join kênh trailer nè. Rồi các bạn join kênh group nè. Rồi bạn bắt đắp lên. Rồi bạn nút chat nha bạn. Sau đó bạn join này group nè. Rồi bạn submit tên nè. Sau đó các bạn điền lại username Telegram mình. Thì các bạn nhấp vào ba gạch cùng nè. Vào setting nè. Copy username mình là cộng anh 463. Sau đó gửi đường link vào profile Twitter. Thì trên Twitter thì bạn mở Twitter của mình ra nha các bạn. Giai đường hết pin này. Rồi bạn nhấp vào ba gạch cùng, nhấp vào mẫu sơ, nhấp ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ. Rồi các bạn sao chép liên kết. Chắc làm xong cái máy này. Hết dự án này là cái máy đứt bóng luôn. Rồi các bạn bấm gỡ. Rồi tiếp tục thì các bạn nhấp vào đây. Các bạn download một cái app AOK Wallet nha các bạn. Hoặc là Android nè. Cứ hay điều hành luôn nè. Thì các bạn tạo ví AOK Wallet cũng tương tự như ví Chuk Wallet. Hoặc là các bạn có thể dùng 12 chuỗi khuôn mặt trên ví Chuk Wallet. Các bạn bắt đắp qua cũng được các bạn. Thì khá là đơn giản các bạn. Vì mình không có thể nào hướng dẫn các bạn được. Sau khi nếu bạn nào tạo tài khoản thì nhớ lưu 12 chuỗi bộ mặt lên các bạn, để sau này các bạn có thể backup ví hoặc là gì đó, có mắc điện thoại gì đó, để sau này các bạn khôi phục ví nha các bạn. Rồi sau đó các bạn mở địa chỉ ví ra nè, rồi các bạn bấm vào một deposit nè các bạn, rồi các bạn copy địa chỉ ví AOK các bạn nè, rồi các bạn gửi lên cho bot nè. Rồi nó có chọn kênh trailer subscribe ubi con don nè. Sau đó submit link retweet nè. Để các bạn nào ta. Rồi thì các bạn mở tài Twitter tất cả bạn ra nè các bạn. Các bạn đã chia sẻ cái bài hồi nãy nè. Rồi các bạn sao chép liên kết lên nè. Rồi cho bot nè. Rồi sau đó bạn bắt lên chia chat số cần mình kiếm được nè các bạn. Ok mình nhận được 0.5 token AOK nè. Đây là một cái network. Nó có một cái network riêng, chắc dự án này khá là tiềm năng đó các bạn. Thì video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nhé.